cho tôi ở đây đi. Đúng rồi, đúng rồi, của tôi hết nhiêu? À, của cô hết 50 cô ơi. Đây, đây, đây. À, vì sự nhiệt tình của chú tôi bo chú em 20 đô nè. Trời ơi, cảm ơn cô quá trời ơi, cảm ơn cô nhiều okay, nha. Ok, không có gì. Đi con nha, bye bye cô. Ok, tạm biệt chú. Chim mày ơi. Alo rồi nè. Ôi, gì vậy trời? Có cái chuyện gì vậy? Trời sao mà dơ vậy? Ủa bác mới lên nè. Sao con đây vậy? Bác? Dạ con ơi. Jimmy kêu con canh nhà giùm Jimmy. Jimmy đi công chuyện rồi. Trời đất ơi là trời, con gái con gứa nhà thì dơ mà bắt thằng trai nhà canh coi kìa. Con ơi coi chừng nào nó về. Con không biết nữa, hình như đi xíu chặt về, từ về. Rồi sao con dọn mấy đống này luôn đi? Sao để tùm lum tùm la vậy? Dạ. Hồi nãy Jimmy uống xong rồi đi á mà. Để nay để con dọn cho. Rồi. Bác vừa mới tới luôn, nó vô là thấy chán chán. Mệt thiệt luôn, lần nào lên vậy đảm nhận bừa bộn. Dạ vậy lên ghế ngồi hay sao đi bác? Đây. Giờ này Jimmy, ok Jimmy về kìa bác. Về kìa, thử lý con nói em được. Jimmy, có hai tao ở đây không mà mày cũng vàng vậy? Không có hơn người lớn trước mà đi vô vậy đó hả? Ủa mày lên là nào vậy? Con đâu có biết đâu. Mới lên nè, đứng tiên rồi còn không biết nữa. Rồi sao vậy? Nhà thì lộn xộn nè, ra đường đi gì đó. Lộn xộn mấy hả? Nhảy xàm xàm, lớn rồi biết không vậy? Mẹ kiếm con dữ vậy? Mẹ hỏi gì ha kìa? Ôi. Đi chơi đi đâu á mà cái nhà bừa bộn. Rồi tụi bay sau này cưới về rồi sao? Rồi cái nhà đó hả? Lẽ tao nhà tao cũng lên dọn hả? Con có làm cái gì đâu, cái nhà con luôn vậy là cũng sạch sẽ thì lắm rồi. Mẹ không làm gì cho nên tao mới chửi mày đó. Mày còn ngồi mày cặn. Trời ơi. Con biết lỗi rồi mẹ ơi, mẹ đừng có la nữa. Ôi mẹ Jimmy lên xong tháo cái xả. Rồi sau này cái bội giờ lên mệt mỏi rồi mà còn gặp cái nhà bừa bộn. Ừ, cái gì vậy Jimmy? Cái gì vậy Jimmy? Sao vậy? Tự nhiên mẹ với mẹ bà lên rồi cái làm gì sầm ghê quá vậy? Con nghĩ tôi biết không? Con nghĩ tôi hiểu không? Tôi không hiểu chuyện vậy luôn. Tự nhiên tụi em đi về. Tôi trong trạng thái vui tươi xong tôi về tôi bị chửi quá trời luôn. Ôi, cũng mẻ luôn. Tôi đang ở nhà canh nhà cho bà xong rồi về bị chửi quá trời không dẹp đồ luôn. Ôi, cái gì nữa vậy trời? Cái gì nữa rồi? Cái gì nữa rồi? Có chuyện rồi. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì ba? Dạ. Ai xây cái này cho mày vậy? Con xây sao vậy bác? Rớt cái nhẫn của bác xuống đây rồi. Bác cái gì mà lọt xuống cái nhẫn kìa? Cái gì mà sao mẹ làm sao lọt cái nhẫn xuống con xài đó giờ? Có bao giờ lọt cái nhẫn nào đâu? Ủa đem quá trời nhẫn luôn nè. Cái như này rồi mà cũng có rớt đâu. Cái của mày là tao bị rớt á. Trời mẹ nghĩ sao vậy? Con 10 ngón tay con đeo hết 8 ngón mà con có rớt cái nhẫn nào đâu. Thôi mày đừng có bao che cho cái thằng Hi ha nữa. Nó thấy ẩu thả rồi gớt đổ tao rồi cua đồ dởm xài chứ gì. Trong làng con em cũng xài cái này hết á bác ơi. Thôi để con mua cái khác cho bác cho. Không mua cái khác. Cái này là kỷ niệm, bao nhiêu kỷ niệm cho tao rồi. Mày có đền được mấy cái kỷ niệm đó cho tao không? Trời ơi cái gì mày á. Mày bác làm mất rồi. Mẹ không chịu. Mẹ làm mà chứ đâu phải là Hi ha làm đâu. Đúng rồi con có làm gì đâu. Hi ha làm chứ ai nữa. Mày bao che không? Bao che tao đánh mày bây giờ á. Bây giờ sao tao không biết phải trả tao nhận. Bây giờ tụi bay phải đi xuống cái cống này mà lấy cái nhẫn cho tao đi. Trời sao mày đi xuống cái cống nó được. Xíu sao xuống bác. Hai tụi bay đi đâu ta? Ủa giờ mày đi mẹ đi đâu? Đi đâu bác? Thì bây giờ làm mà gớt cái nhẫn thì phải thì lập cái nhẫn lên chứ sao? Ơi đi đâu? Ủa cái nhẫn ở trong đó mà mình đi đâu đây lộn? Bây giờ bác biết mọi cái ngóc ngách trong nhà của Jimmy là bác biết hết luôn đi hả bác? Ơi á, bây hôm nay mẹ bà gặp gì với tôi vậy? Bà có kể xấu gì tôi không vậy? Trời đất, đây là cái câu tôi cái câu gì đây bác? Đây là cái câu thâu mọt cái vật ở trong cái làng này luôn. Thì bây giờ con vô đó là con tự mò đi. Tới đó là bác chị con tới đây thôi đó. Rồi vô đi, còn không được là đừng có quen con gái bác nữa. Có cái nhẫn à, mà mày cũng tìm không được nữa thì mày làm gì được cho con tao đây? Trời, cái gì vậy mày? Cái gì là cái gì? Ôi, Jimmy, trời tin tôi làm được mà. Ba cái đồ yêu này, có chiếc dẫn thôi làm gì tìm được đó. Trời ơi, sao mẹ Jimmy hôm nay khó với mình dữ trời. Trời ơi, ôi trời. Có con gì rơi xuống luôn vậy? Không biết tìm ở đâu đây. Ui là trời. Nước ở đây, nước thải gì tùm lum tùm le hết đó mấy bạn ơi. Ui, ở dưới có cái nước kìa. Mình nhảy từ đây xuống hợp lý. Ui, hên quá các bạn ơi. Mình lò xuống được rồi. Còn có cả mấy cái con mực gì nữa nè. Ghê quá à. Có gì đây? Xét chuột chết hay là cái gì vậy? Trời, có rồng rêu gì nữa nè. Né này da đi dơ lắm các bạn ơi. Nhìn ghê quá. Ủa cái hàm gì đây? Không biết ở trong đây có không nữa. Cái gì đây? Một cái đường ống gì nó xả ra này nè các bạn ơi. Ui, cái gì rồng rêu gì tùm lum á. Có chiếc nhẫn nào ở đây không trời? Trời ơi, mình mà không tìm được chiếc nhẫn đó. Đây rồi. Ui trời ơi, nước dơ. Đây rồi, Paladin Ring. Trời ơi, chiếc nhẫn ở đây là mẹ của Jimmy mà làm cho mình phải khổ sở xuống đây sao? Trời ơi, dục rác ra đi rồi.
rồi đi 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 các bạn ơi, còn nè, gọi đi thôi. Bây giờ mình lên sao? Lên được lên thôi mọi người ơi. Trời ơi, ở đây có quá trời cái đường gì lâm lẻ hết, mình biết tìm đi đường nào các bạn. Trời ơi là trời, có chiếc nhẫn thôi mình phải cực khổ lặn lội xuống cả nguyên một cái ống cống thiệt là to, thiệt là lâm lẻ như thế này hả? Phải chà. Trời ơi, may là mình chỗ tại bắt cua của mình quá thượng hạng. Đồ này bắt cua được không ta? Hỉ chắc. Ủa, được luôn các bạn ơi, được luôn. Trời ơi, trong cái cống thiệt là bốc mùi. Thôi, đi lẹ đó. Trời ơi, mẹ ơi, trời ơi. Này, mẹ thấy nó cũng được xong giờ. Nó làm vậy với mẹ là mẹ thấy hết là nó gì hết còn. Gì vậy mẹ? Con tìm được sao rồi đây nè. Sao nó được, tìm được nha. Trời ơi, cô bác đây phải của ông bác. Đúng rồi, cô bác nè. Ai, trời ơi, con phải ở trong đó cực khổ lắm á bác ơi. Trời ơi, tao tưởng đâu mày làm được nữa đâu ơi luôn á. Trời nha, tâm mày giờ mày tắm cửa thì mày ho gình luôn á. Dạ, trời ơi mẹ, dạ. Lấy cho mẹ rồi mẹ cũng chế thúi nữa. Thôi tôi về nha, chắc tôi thúi thiệt á, ở dưới thúi đó. Thôi tôi đi rồi mày ơi. Đi về nhanh đi. Đi ha. Mày thì biết cái gì, lựa chồng mình cũng phải tìm cho kỹ này kia chứ. Cưới nó về rồi mày ngắm thôi nghe, lấy chiếc nhẫn được nữa rồi làm ăn gì giờ. Trời ơi, cái gì vậy mẹ, mẹ khó tính thiệt luôn á. Hôm nay không biết ai dựa mẹ gì. Tao thấy dưới quê cũng có trai chán đồ được lắm á. Trời ơi, thôi mẹ ơi. Trời ơi, mẹ nghĩ sao vậy? Thôi, con đi về luôn đi. Ơi, cái tụi này lâu dữ vậy trời. Ê, tụi tôi tới rồi đây. Trời, thì tụi bay nãy là tao có nói cho tụi bay hết kế hoạch rồi đó. Tụi bay dạ, làm cho đúng nha. Trời, biết rồi. Thằng đó nó chết nhát lắm. Mấy thằng nhóc con để đồng cai để tôi cứ giao cho tôi nhớ trả công cho đúng đó. Ok được thì tôi thưởng thêm tiền luôn. Rồi đi thôi. Kỳ này là mày sẽ rời bỏ con gái của tao thôi. Hey Diễm ơi, trời ơi không vô luôn chứ. Không vô, liu. Ủa, hai đứa đang làm gì đó? Mẹ bà kìa. Dạ, tụi con đang chơi bóng gỗ. Dạ. Trời ơi, lớn già cái đầu rồi mà còn chơi bóng gỗ. Nói mẹ vô mày chuẩn bị đồ ăn nha. Hai đứa chơi vui vẻ. Dạ. Có cần con phụ không mẹ? Cần đâu, đứng đó đây con. Rồi hôm nay mẹ bà nhẹ nhàng ha, không có giống hôm qua gì hết. Trời ơi, Banh đâu. Trời ơi nè, tới tôi nè, nhìn nè, đây là cú úp rổ ba đêm. Ôi, ôi, thằng nhóc. Ủa gì vậy? Mày là hi ha phải không? Ờ, đúng rồi, hai người là ai vậy? Ủa mày kia đúng không? Thì nói chung là tao nói luôn là bọn mày tao cũng thích á. Thì tao không muốn chú em là dán gì tới bé đó, cho nên là tao nghĩ rồi. Thôi, nói chung là nhìn mày ngứa mặt quá. Một là mày bỏ nó, hai là tao đánh cho mày không quen được nó luôn, ok chưa? Rồi. Sao? Ờ, tự nhiên tụi tôi quen nhau nhiều năm rồi, không bỏ vậy được đâu đúng không Diễm ơi? Đúng rồi, mấy ông là ai tự nhiên lỡ nói chuyện gì kỳ cục quá vậy? Ấy, cô em cứ quen đợi sao chứ, đâm cái hết quen liền, đúng không? Nghe thằng nhóc. Trời ơi, trong khu này không có đánh lộn nha, luật cấm của cái làng này á. Luật nào, bọn tao là luật, bọn tao là luật. Ở đây là không được đánh lộn, nhưng mà solo PPV thì có, thôi lo không? Sợ nó à? Em này nhìn mỏng manh gì mà đòi solo mình ha. Mày lùi xuống để tao. Được, vậy solo PPV nha, 1-1, thằng nào thua hiền đó cút, ok? Đúng rồi. Rồi. Rồi sao? Bây giờ hai người tụi bay thằng nào vô trước? Tao chơi trước. Tao chơi trước đúng không? Rồi. Mình còn. Thua thì tự biết mà cút nha, nó trước à. Mày cẩn thận nha, tiền viện mày chắc mày mẹ mày lo đấy. Mẹ mày lo hết tiền viện. Ôi trời ơi. Trời xong. Rồi, cái hàng kia rút lui trước đi cưng. Quá thiệt tình. Thôi, chỉ là một chung ý của tao thôi. Tiếp theo đúng không? Tiếp theo đúng không? Bây giờ sẽ chiếm một mình bé này. Cái gì? Mơ đây. BBB mày... thắng tôi ở đây là tới chuyện nè. Trời ơi. Nghĩ sao? Hay quá. Tôi giúp trong cái việc này thôi. Bởi vậy mấy thằng cóc ké này sao làm gì được tôi? Bài đặt cướp Jimmy hả? Trời ơi, mấy thằng nhóc này thôi làm gì được. Thôi chơi tiếp bóng gỗ. Trời ơi là trời. Gì á? Giúp thôi đi nha. Mày làm cái gì vậy? Mày vừa cầm cái gì mày buông mày lưng mày đưa ra. Mày đem cái đó ra. Tao thấy mày cầm cái gì mày lấy ra. Mày nói giống không? Mày lấy kiếm nó gì? Tao thấy mày dạo này giang hồ lắm nha. Tao nghe tao thấy mày mới đánh lộn đi xèo ngoài đây đúng không? Ôi có hả? Thằng kia nó vô nó đòi đánh con, đòi cướp Jimmy con bảo vệ. Đúng rồi. Bảo vệ nó đánh mày chứ có nó có đánh Jimmy đâu. Mày dám lấy con gái của tao ra, con gái ngọc ngà của tao ra mày mày che chở mày chèn lén cái bia tay lạng vậy đó hả? Cái bia chặt đạn vậy đó hả? Dạ, được con. Tao thấy mày dạo này không được rồi đó nha. Nhưng mà thằng đó là hắn nè, tà lao viên hậu á. Không đánh nó đánh lại rồi nó đánh mình rồi sao? Tao không biết, tao không thích đá ngao vậy hả, tao không thích giang hồ. Mẹ vô lý quá à. Bây giờ đừng có quen con gái tao nữa. Lỡ sau này người khác sao tao đánh người con Jimmy sau này lỡ Jimmy làm gì ta? No, mẹ nói vậy mẹ sống đờ vô lý thiệt á. Ở đâu ra đúng rồi. Thiệt tình luôn á, tao nói tới như vậy là khô nước miếng của tao luôn rồi mà.
mà mày cũng không hiểu được nó với mày à. Mà tao đi vô đây, mày muốn làm đó tụi bay làm. Trời ơi, ủa gì kỳ trời, tôi đánh lộn gì con gái bả mà bả chửi tôi quá trời luôn vậy mày, kỳ vậy trời. Tôi đâu hiểu đâu mẹ, tôi chỉ nhiên dạo này với tao á, tao làm gì đâu. Đi 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 lại đây, đi lại đây. Đây 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 đây, cái nhà màu hồng này nè. Đó, còn trong đó con cua, cua cái hàng tóc hồng trong đó cho bác. Dạ dạ dạ, con biết rồi. Rồi, con làm đi. Rửa tay, rửa tay, xong rồi. Ủa? Anh Vy ơi, có nhà không vậy? Đang kiếm tôi chứ mày ơi. Tao kiếm ông kìa. Hót trời ơi. Anh ơi, em chưa cơ hội gặp anh lâu lắm rồi. Là sao? Gặp tôi cần gì phải cần cái cơ hội là sao? Em qua đây là để gặp anh đó anh biết không? Để gặp tôi để làm gì vậy? Trời ơi, anh quên mất lời hẹn ước khi xưa. Khi xưa anh gì? Anh nói là anh sẽ có em mà. Gì vậy? Đây là ai? Anh quên. Anh thật là bồi bàn. Anh là đồ tồi tệ. Ủa à vậy hả? Không biết luôn, con khùng nào á, tự nhiên vô nói đồ bội bạc, đồ tệ nạn gì vậy, tào lưa. Ủa? Mẹ đó giờ đâu có quen ai ngoài tôi đâu. Bà là ai tự nhiên định bà... phá vỡ gia đình tôi hả? Không có vụ đó đâu ha. Xin giới thiệu, tao chính là Hot Girl. Tao là vợ trong quá khứ của đi ha. Vợ trong quá khứ luôn. Bây giờ nói cho nghe nha, tôi với Gia quen nhau lâu rồi, tôi là thanh mai trúc mã của nhau. Và bây giờ có là vợ trong quá khứ thì cũng là quá khứ rồi, tôi là tương lai tạm biệt. Đúng rồi. Sao quá khứ là ước định tôi với Hiên? Rồi 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 rồi, bây giờ tôi hỏi nha, ngày sinh nhật của tôi là ngày nhiêu? Cái này thì trời ơi, trong lòng em biết là được rồi, nói ra nó không có vui. Trong lòng biết thôi hả? Hay là không biết? Kìa, không có như vậy đâu, nhưng mà anh thấy em có đẹp không? Không quan tâm, xấu quá. Gái đây nè, người mặc bộ đồ bò sữa này mới đẹp lên, mặc đồ gì đâu. Đúng rồi. Cái con nghèo rất xấu xí này, anh về với em đi. Em mua biệt thự, em mua xe sang cho anh hả? Đừng có ở căn nhà này nữa. Trời. Ở biệt thự 10 lầu với em. Thôi. Yêu bãi biển. Thôi tàu lao á. Tự xây luôn nhà của người ta xây mà còn chơi nhà của người ta mà còn đúng rồi, ok nữa. Chơi tôi nhà nghèo xây xấu thì thôi là đương nhiên không phải người yêu tôi rồi. Thôi đi đi má ơi. Không có gì đâu. Đi 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 đi, tàu lao quá, tàu lao quá, bớt tàu lao đi. Kìa có cái nút kìa, kìa kìa có cái nút nè. Cái nút này, cái nút này, ơi cái nút này, cái nút này. Bấm đi. Bấm nút. Bấm đi. Ơi, em có cái 14 Pro Pro Max này em cho anh nè. Trời ơi, cái này tôi có một tốn. Này tôi có một tốn không cần đâu, thôi đi về đi ha. Ôi giời, anh có muốn lấy tiền không? Không, tôi giàu lắm. Không cần gì đâu, thôi bấm nút biến đi, biến đi má ơi. Trời ơi, không biết nhục hả, con gái mà không giữ được tí giá nào vậy trời. Là con gái hay là con gì vậy? Mày nhắm mày yêu được không? Mày yêu được thì mà tao đâu có cần yêu mày đâu. Mày nhắm mày đi ra đây mày làm gì? Để qua đây chi để tới tao chửi mày hả? Giờ để mày đuổi rồi, tao đuổi rồi mày cũng không chịu ra. Mày còn gì nữa cho mặt mày chai mặt. Mặt mày mặt vậy hơn cả mặt đường. Mặt mày là mặt gì? Đường còn nó còn không chịu bằng mặt mày nữa. Mày nghĩ sao mày đứng ở đây mày quen quầy? Tao chịu mày hơi lâu ở nhà. Mày có tình nào mày muốn mày 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 trời ơi, vậy con khùng quay 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 ơi. Hôm nay đói bụng quá Jimmy, có cái gì ăn không Jimmy ơi? Mày ơi, lát nữa tôi sẽ nấu cho ông ăn. Jimmy, gì vậy mẹ? Mẹ có việc nó kêu con nè, ra đây ra đây. Ủa có chuyện gì vậy? Đi luôn nè, đi theo mẹ chơi luôn. Ừ, đi theo tôi cũng được. La 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 la. Đây ra đây. What's up? What's good? What's good? Ai đây? Ôi con chào bác. À nhầm, con chào mẹ. Chào con trai nha. Thì mẹ mới tìm hiểu được cái bạn này cho con nè, hợp với con lắm luôn á Jimmy, xứng đôi vừa lứa lắm á. Ủa sao xứng nè? Chào em gái, xin tự giới thiệu. Con hợp gì nhau đâu? Con thấy con chỉ hợp với nha thôi rồi mẹ. Thôi. Nhìn nè. Thì biết sao luôn anh chàng này đi. Dạ rồi. Yêu anh đi. Anh dẫn em đi du lịch nước bể Nam Châu. Xe đúng của anh thì không thiếu. Đây chỉ là một chiếc anh đem đi dạo phố bình đâu, thường. Đâu con trai, con thử nói coi là con sẽ lo được gì cho con gái mắc nghe đi cho nó yên tâm.
Xài cái này hả, để bác để con flexing tới hơi thở cuối cùng luôn. Em chỉ cần đi theo anh hà, một ngày em ăn 3 bữa. Ngày đầu ăn ở tầng 71 có lên mắt. Tầng ngày thứ hai anh dẫn em ra giữa biển ăn tối. Ngày thứ ba anh cho em ăn trên máy bay biệt thự, anh không thiếu. Ngày 4 là lên mặt trăng mặt trời anh luôn, sao quả thổ. Đúng rồi, lên sao quả. Nhưng mà ăn mấy cái này đâu có ngon bằng tự mình nấu đâu. Sao em thích ăn kiểu gì? Anh có đầu bếp lo từ A tới Z. Đầu bếp châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu gì anh cũng có. Châu cháu anh cũng có luôn. Em thích gì anh lo đó. Ủa nhưng mà tôi đang quen với My à bạn ơi. Ủa nhưng mà nói đúng mà, con đang quen với My thiệt mà. Quen rồi mày lo được cái gì cho My ở đây nhá. Mày có xe không? Mày có tiền không? Em à, đây anh có ít tiền lẻ cho em rồi là đi đó, đi dạo phố thôi. Trời ơi. Bác hôm nay sẵn tiện nhân dịp con có cái nhẫn kim cương đá quý hột xoàn này hợp với bác ơi, tặng cho bác. Còn em, vật anh với tay hay một người con gái như em nõn nà xinh đẹp như vậy mà thiếu đi cái trang sức là không thể được. Không cần mấy cái này đâu hôn. Trời ơi. Con nhìn đi, nè, mặc đồ nè từ trên dưới nè, Gucci, Chanel ha, ngập luôn. Trời ơi. Thằng này mặc bộ đồ vàng từ hồi đầu tới giờ nó mặc có bộ hoài vậy đó. Trời ơi, trời này bộ xinh này chảo coi. Nói là em thích Blackpink đúng không? À, anh mua hẳn vé VIP sát sát sân khấu cho em đi coi Blackpink hàng ngày cũng được luôn. Đúng không cần mấy cái này đâu mẹ ơi. Con với My đang quen nhau rồi. Im lặng, bác đang nói chuyện. Bây giờ là con cãi mẹ đúng không? Mẹ đằng đâu là con ngồi đó. Không nói nhiều nữa, bây giờ con chia tay thằng Hi-ha đi. Quen cậu bé này cho mẹ. Đúng rồi đó em ơi, nghe lời mẹ đi. Nhắn anh nè. Không có được cái gì mà không được, Hi-ha đi về đi. Bác ơi bác, con thấy dạo này. Lên tiếng lại gần với nhau đi. Tự nhiên rồi, tự nhiên đuổi mình đi luôn à. Mẹ giùm My này kỳ cục thiệt chứ. Thằng đó nó giàu thôi, nó có cái gì đâu. Bài đặt flexing, flex sống nữa. Từ nay về sau thì con hai đứa sẽ kết hôn. Trời mẹ, mẹ làm gì kỳ quá à. Tự nhiên mẹ đuổi đi à. Giùm My, tôi đã quay trở lại. Thì ra quay trở lại rồi. Thằng nghèo hèn lại quay lại rồi. Anh bạn con tới lại, đây, quay lại ơi, tôi tới rồi chứ mấy ơi. Nè, chết tiền lẻ này đi cho khách chơi đi. Tiền này có nhiều đâu. Đúng rồi, còn gì, người ta là tổng thống mà. Đúng. Để tôi cho anh bạn coi ha. Anh bạn muốn flexing chỉ là vô tình đúng không? Như nào làm sao. Ôi, đúng anh bạn. Nè, anh bạn thích thì anh bạn lấy một ít về đi. Cùng lắm, tôi chạy về rút tiền ngân hàng ra cũng đủ thôi. Thế hả, tôi làm được vô tận bạn ơi. Vô tận luôn. Đây, để tôi làm lại cho bạn coi ha. Bạn muốn flexing với tôi cũng sai người vậy ha. Đây, anh bạn đợi xíu ha. Nè, giờ tôi nhân ra nè. What the hell. Vô tình thôi nha bạn ha. Đây nè, giờ bạn muốn nè, bạn muốn đúng không? Rồi. Bác ơi. Ở kìa bác. Nhưng mà cái xe này của con bác biết không, đây là hàng độc duy nhất, không có ai mua được đâu. Có tiền cũng không mua được đâu. Bạn muốn chiếc gì? Ôi, muốn chiếc nào? Lấy đâu ra mà bạn muốn chiếc nào? Mình lấy cho bạn cho. Rõ ràng đây là hàng duy nhất mà. Sao? Đủ ra. Muốn chiếc nào nữa? Đây trời ơi, muốn xe tải không? Cho bạn luôn. What? Flexing chứ là vô tình thôi. Sao bác? Không, con như này mà. Đủ lo cho Jimmy chứ bác. Nhưng mà đây là cái nhẫn kim cương đá quý được gọi là chuyên gia hàng đầu thế giới gia công và làm. Sao bạn cho tôi mượn coi. Cho tôi mượn coi. Wow, dữ à. Đây, tôi cho nè. Tao đây. Bạn muốn mấy chiếc? Chẳng lẽ mày cũng có cái nhẫn này? Bạn muốn mấy chiếc? Bạn muốn mấy chiếc? Bác ơi, con thấy hàng này nặng ký quá. Thôi, con nhường lại con gái thôi. Nha. Bạn còn non và xanh lắm, cầm rượu. Ê ơi, con gái ơi. Ủa, dùm ơi, bác. Ôi, thôi, con này ghê quá, bác tự lo cho con chạy đây. Chị mà nhộn vậy, bà đôi. Ôi, quay lại cứu ơi. Ai cứu luôn con. Nó to như vậy, mà cứu cái gì. Vô chỉ có chết chung rồi. Hai mẹ con bác bảo chồng nha. Thôi, cái gì vậy? Ủa, bác có cần con. Bác có cần con giúp hay sao không bác? Con chứ gì á trời. Trong tâm lý vậy. Thứ như mày mà đòi giúp được hả? Đó. Mày yếu đuối vậy vô nó cũng ăn hành mày thôi. Ngu à. Bác xin chỉ là vô tình thôi. Về đây bạn coi à, tôi giết bạn như giết con này á. Đúng rồi. Thôi bác ơi, vừa con gái bác cho cái thằng này nó, thằng này ghê quá thôi. Không chơi lại. Thấy chưa, con nói
bà kia, chú mày tiền của kêu bà trả là hết đây ngay cho lên. Tại nè, trời ơi, có cái đâu yêu gì đâu kìa, bên kia còn nhiều kìa. Bà đô lại lấy đi, nhiều lắm. Bà lấy đây đó, xe gì đó, muốn lấy nhiều lấy đi, cho đó. Thôi bác xin lỗi cô nha, trời ơi, tự nhiên ngẫm lại bác có lỗi quá. Thôi không sao đâu bác, trời ơi, con hiểu mà, này là người lớn người ta lo ha. Tiếp tục đi, bác không có ý kiến gì à, với hai đứa nữa. Dạ, dạ, dạ. Dạ, vậy thì tốt rồi, cảm ơn mẹ. Thôi thôi, vậy thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha, bác. Bà vậy bà chê chê nữa. Làm tướng bỏ cũng thế nào. Cái gì hết luôn á, chú không? Mày ơi, không có làm được cái đất sự gì hết trơn á. Mày đứng đứng ở đây mất thời gian là mất thời gian tao. Tao mất thời gian mất công, tao tin tưởng mày. Ủa vậy à, mà hồi nãy ông làm cách nào hay quá vậy? Có quá giật vô lại dẫu quần dưới mặt áo nữa. Cái cách đó là để tôi kể cho nghe. Nè ơi, kéo 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 gì vậy? Em đang gạt gán mà anh ơi. Động hóng nè. Anh động hóng ơi, sao vậy anh? Trời ơi, mẹ giùm mi dạo này không hiểu sao mà cứ làm khó anh hoài à. Bây giờ mà giúp anh thử. Giúp gì anh? Có pha này là pha cuối luôn. Bảo đảm xong rồi tao cho mày tiền. Ê, được. Rồi, ra đây, ra đây, ra đây. Tao biến mày thành một con quái vật nha. Rồi mày lại, mày bắt mẹ giùm mi với giùm mi đi. Ồ, không cho, mẹ có tiền rồi đó. Rồi, ok rồi đó. Ý là nhớ tới bắt mẹ Jimmy nha, anh đi trước, bye bye. Ok đây. Đó, mọi chuyện là như vậy đó. Thì ra là vậy. Trời ơi, sao mà dễ dàng được vậy, mới qua mặt được. À mày, gọi là vậy mới vừa lòng mẹ của bà chứ cái gì mà khó khăn quá. Đúng rồi, mà ông công nhận ông thông minh ghê, ông nghĩ ra được cái kế hoạch đúng dữ luôn. Bây giờ tụi mình thoải mái yêu nhau rồi. Đúng rồi. Đi đâu Jimmy ơi? Thôi đi chơi thôi.